Ơi, hôm nay mình đã đi làm lại rồi nè mọi người. Sau nhiều ngày nghỉ ở nhà, và như mọi người thấy đó, một bên má của mình thì vẫn còn đang sưng rất là nhiều. Mình vừa mới đi nhổ răng khôn. Mình sẽ để cái tấm hình mà mình bị kiểu như bị sưng, bị méo mạch răng khôn ở đây luôn. Nó rất là to và hôm nay nó đỡ rồi. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ mọi người sẽ thấy là một bên nó vẫn còn hơi bị méo. Đồ ăn của mình còn một phần nào nữa nhỉ? À còn cá chích tempura nữa, cá chích trứng tempura. Đây là một bữa ăn tẩu tán của đây ạ. Wow. Ai đây? Sinh nhật. Qua nè. Này qua nè. Chi ba luôn. Là sống. Rẻ mà. Ơi, hôm nay mình đã đi làm lại rồi nè mọi người. Sau nhiều ngày nghỉ ở nhà, và như mọi người thấy đó, một bên má của mình thì vẫn còn đang sưng rất là nhiều. Mình vừa mới đi nhổ răng khôn. Mình sẽ để cái tấm hình mà mình bị kiểu như bị sưng, bị méo mạch răng khôn ở đây luôn. Nó rất là to và hôm nay nó đỡ rồi. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ mọi người sẽ thấy là một bên nó vẫn còn hơi bị méo. Nhưng mà màu sau hôm nay đẹp đúng không mọi người? Màu rất là đẹp luôn, trẻ trung, và nó có thoang thoảng mùi sô-cô-la nữa. Xin chào mọi người, hôm nay lại là một buổi trưa trời rất là đẹp luôn. Và phần mình lại quyết định đi ăn buffet. Bởi vì mọi người biết không, có vẻ như là sắp tới có khả năng là sẽ bị lockdown á, thì chúng ta sẽ không được đi ăn cùng nhau ở những cái chỗ công cộng như là nhà hàng buffet nữa. Hôm nay mặt mình vẫn còn hơi sưng nên là tụi mình quyết định đi ăn buffet. Yeah, đi thơ. Đây là anh Việt. Đây là Thông. Thông làm cái gì Thông? Lực lượng đi ăn. Vẫn là những gương mặt quen thuộc. Không phải tên Hương. Đáng sợ. Man qua. Taiwanese hot pot.
tập về như thế này. Đó, nhìn giống mấy đứa mà ăn mẫu giáo có cái tập về. Đeo người ra phía sau á không? Cách ly xã hội. Cười hả? Cười hả? Cười hả? Cười câu view hả? Một phần được đâu, mấy cục phô mai không? Em ăn khoảng 3-4 cục. Em ăn 3-4 cục thôi, chị lấy 2 phần nha. Mọi người góp đi, ngon quá, ngon quá. Bên kia ê, mình ngồi đây được á anh Vũ. Nhung tẻ, cái là hút trái đất cái hút cho Nhung mạnh hơn. Hút tiễn biết luôn đó. Không phải đâu, Thanh cũng trắng. Ừ, Thanh cũng dễ bầm nữa, Mai Thanh mà. Đây là thiên đường, yeah yeah. Trời ơi, mắt che nè mọi người ơi. Xuất sắc. Và có shopping ở đây nữa. Ta-da. Trường hợp nào như trường hợp này? Trường hợp đi 3 ngày rồi. Đây là một đĩa kem rất nhiều mùi. Có 5 mùi tất cả trong này. Có mùi dừa, dâu, matcha, trà xanh, xoài và vani. Còn đây là sữa chua, dâu, tầm. Đây là đồng bọn của mình mọi người ạ. Lại ăn. Có bơ nè, em rất là thích bơ luôn á.